អភិវឌ្ឍជីវិតឆ្ពោះទៅរកអច្ឆរិយភាពរឿងដែលសំខាន់ដំបូងត្រូវដឹងនៅគោលដៅរបស់អ្នកហើយគិតថាខ្ញុំត្រូវតើដើរឲ្យដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ប្រសិនបើយើងមិនដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការទេតើយើងនឹងអាចទទួលបានរបស់នោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអ្នកដែលបានកំណត់នៅគោលដៅរបស់ខ្លួនទុកហើយនោះរមែងធ្វើបានល្អជាងអ្នកដែលមិនបានកំណត់គោលដៅដូច្នេះតទៅយើងមកចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅជាមួយគ្នាទី 1អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដូចជាការសិក្សាការងារមាសប្រាក់ផ្ទះឬក៏រថយន្តទី 2ពេលដែលកំណត់គោលដៅបានហើយត្រូវកំណត់លទ្ធផលរបស់គោលដៅឲ្យចេញមកយ៉ាងដូចម្តេចអ្វីទៅជាលទ្ធផលដែលអ្នកត្រូវការបំផុតទី 3ចូលសាងរូបភាពតាមក្តីស្រមៃឲ្យឃើញដល់គោលដៅនិងវត្ថុដែលអ្នកត្រូវការទី 4ចូលគិតដល់វត្ថុដែលអ្នកចង់បានដូចជាសុខភាពភាពគង់វង្សសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បត្តិភាពការងារឬក៏ការសិក្សាជាដើម ទី 5ចូលបង្កើតរូបភាពឬក្តីស្រមៃឲ្យឃើញគ្រប់ដំណាក់កាលដើម្បីជាកម្លាំងជំរុញឆ្ពោះទៅរកគោលដៅវិធីដែលអាចបានផលសម្រេចទៅតាមគោលដៅ6វិធីដែលអាចធានាថាអ្នកនឹងបានទទួលនៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការជាធម្មតាអ្នករមែងដឹងថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីនិងមិនត្រូវការអ្វីដូច្នេះអ្នកគួរមានបញ្ជីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកនឹងបានវាមកយ៉ាងដូចម្តេចអ្វីដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តដូចតទៅនេះមានខាងក្រោម ទី 1សម្រាប់លំហែកាយទី 2ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទី 3បិទភ្នែកហើយដកដង្ហើមឲ្យស្រួលទី 4បង្កើតមនោគតិឬក្តីស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការទៅតាមគោលដៅចូលសួរខ្លួនឯងថាទី 1តើអ្នកនឹងទទួលផលពីគោលដៅរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចតើអ្នកនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីគោលដៅរបស់អ្នកចូលបណ្តោយឲ្យវាកើតចម្លើយឡើងនៅក្នុងចិត្តតាមធម្មជាតិរបស់វាទី 2តើអ្នកនឹងយកឈ្នះឧបសគ្គដោយ
sai tiết ca chôm tớ pi nẹ đợt tấy nâng phơi giang đôi mặt đách ao chén ốp sạ bàn thị bấy ta nâng pra pe về lý dù pana đam bấy ở bàn phật ta tam cột đào nụ thị bốn ta nẹ đăng tế thả nẹ bàn tự tu phật tam cột đào rubak lún đào rụp bìm ná ta với đa nẹ bàn bắt đào thả nẹ bàn tự tu phật tam cột đào rubak nẹ nụ việt phơi ở nẹ miền phiệp chơi chẽ lơ khôn ai rụt tí thị pram ta cột đào đa nẹ bàn tăng tốt sọp ta nâng chư vợ bàn nẹ giang đôi mặt đách ta về chia rubak đa nẹ trơ ca chạm bạch rứ ta thưa ao nẹt đợt tay cật giang ná chấm po nẹt ta bộ kế nơi dây giang đôi mặt đất chấm po vỉa tì bầm mũi chỗ mình đòi ao ví chỉ tu nơi tiệt bài chất rứt tục ao chất trên nẹt trái ao nẹt ba nẹt mình tận ban chấm lái bên nơi tiệt công tận át ao sừng khấm chỗ hạt prà mình đầu cái té rứt cái đầy sờ máy bên tàu từ tiệt bên tàu pì prà mình đầu cái té rứt cái đầy sờ máy hỏi chỗ nằm dốc chấm nạp aram tiếng nút mọc bột chấm mũi nâng bài chỗ bắn hai tròn chớp tận nâng cột đá rồi bỏ nẹt bất chấp cái tên này, chui ở nhà ai tụm nẹt tụm đóng từ anh cốt có đối chiếu ba chấp bản vị thi sàn đi ai chui ở rừng bị bạ rồi lì bắt bận tình mà đóng bận tình mà đóng nâng nằm ở nhà nghe sầm lắng từ rộp anh cốt hai bằng plek ở tây ta cá đòi chui chặt nụ bàn tụ bấy chơi giang na có đói nẹt từ tập chơi giếm bằng cát cá sờ máy nâng cá bắt đầu chơi nick đòi mình chóp trầm ta cá chui chắp mọc đòn lụt tì bất chấp cái tên này nâng nằm nẹt chụp từ rộp hiệp chụp chạy bàn mình ước gặp khné đạt cả mốc sát tâm nhân sát thân ở phía phải phải bị khné mình tha ta sinh chiết phía xa bãi bờ sầm bờ phết miền ca sắc xa có bồ rưỡi tiệm nội tí tại ở vậy đạt đôi khné nốt cứ chia sát đạt miền chim cả đạt ổn ổn hai tầm pì chấm này à ha đôi khné đạt dân hai tham mình nâng ảnh mình ước ba tuổi bây giờ nơi trung ná này bị phục lốp còn miền chim bờ cả hóm đôi khné từng ở nâng miền nằm rơi cá đôi khné cứ mà hộp à ha xâm lị mầm bé còn lại rồi nữa nâng tham sân cỡ đạt chia bảy trái mồ lợt thán nâng sầm khăn bầm phớt nơi khôn cá trên trăm chỉ vật bạn chấp bản mình nuôi dưỡng miền trung luôn càng lớn vừa ao bảy trái buôn khang lớn ít miền mình cướp gần tí miền cả khoa khát mà hộp à ha xâm lị mầm bé lang thái bị bạn sai rốt tì sna sai tham sân cỡ phía ba rốt còn miền nằm lại cổ đang tham với chia sát nâng tham bồ ran đôi chân nét bạn nhớ vẫn còn mang kịch thà cò với cò cò chó tại cầm ao tại cò chấm nét đào vì ai ao xem mấy khốn thay ra sa khốn ai bán mùi tiết cà pra chất thay ra sa khốn cứ chơi với chia sam giáng đào lỗ sầm bố đam bay đỏ sải nâng mình thu bằng hà sọc hiệp chất nâng riêng cài cà bằng cà rụp hiệp tam rịa cà sầm máy cứ chơi ăn cầm bằng rư coi chơi ôp có đỏ sải bằng hà sọc hiệp cài nâng chất prom tàng chuối đỏ sải bằng hà cà ruột nợ bán giang miền prosa hiệp tiệt phồng đội nẹt to su pi tây ta cá cư lộc Thomas Edison cất ban sắc giá ban trâm tại bay khai phần nó phần tái đòi xa ạ nộp hiếp này sẽ đầy sở máy rộng bà cất bà cọp tại đói hiếp cho bà lứa
Sẽ cái đầy phía dưỡng xoá xoáy, xoáy rộng châm đẹp đăng đạc luôn nâng miên ca bóng và thân á giang mô mốt. Bà tổ bấy chia lộng bạc về tình yêu giang ná có mặt đà rìa thói, mân bồn bánh chốc nâng cái đầy xa máy. Nâng bà tổ bấy chia miên ca bảo mát mơ nghĩa rồi có bánh tiệp bánh tháo giang ná. Có mân bồn ai ốp bà xa tiền lúc mọc rìa ràng nơi cùng nít nâng ca tăng chất rồi bà cơn. Nơi tị bóng phót cất khai tới chân nẹ chân này bà đất khang ông bùl phương đó là bây là bánh bóng phót nơi lứa bị phục lụ. Abraham Lincoln có chịu bộ côn mà nét đại miền ổ cá bàn sạc xa rin sụt tích. Sự tại ai hạc bàn thá mình bàn rin tờ tờ xót có thả bàn. Tại cả phía dâm tăng chất đòi cả bóng bật thân á giang một mớm tự ai thử ở kết miền cà rô nâng lỗ nâng xoay rốc chùm nét đấng bàn giang bình búa. Đòi cả đào chạy xếp hớt bị bàn ở lại mọc án đào tự thử đâm ná tự đòi rập sập km. Hãy đòi xa tại cả phía dâm ọt mốt nâng đòi xa tại phía xe mặt trắng cho mùi nâng khuôn ái nâng nét đợt tay phong nú. Tự thử ở kết tự tụt bàn ở phía chục cháy đô mà hẹ mía đòi bàn khái thư chế protein thập ở đấy xa rất à mê rịch. Chỉ vật ở bà mà nuôi dưỡng chôn cáo bởi kết chăng thơ vây mà giáng, bà mình bán xong tam cột bầm non, phía chán cứ chọc kết chọc thơ nâng chọc này dưới. Đại chỉ hát nằm ở chí vật nẹ tiền nút skel tạp hiệp bà ra cháy ở mùi chí vật. Bởi bì chà ra nà ở bàn chá bác nạc nông chùm nội ní, dưỡng còn nâng khơi thà. Nẹ tăng ở nút bông tên miền ca bông bà thân á nà mùi ở bàn chá bác lướt nà lại tì. Kế mình tên skel bị đâm rơi ca rô bọc luôn nâng xếc đầy sổ máy ở vầy mối ở bàn chế bàn lửa xót. Đôi chân này nẹ nụ khuôn ánh đào chì mùa là hết, vợ ở kế chụp bà tế tại ca chì cầm chì con nâng bà ra cháy. Bần tay chô nẹ chong chăm tục cho thà ca chì cầm chì con nâng ca bà ra cháy mênh mến chì ca bạch bằng ở vầy vầy tiếng ở nụ tí. Vì có rô mê miền châm này là ô khá đá, bố chê mê rin bình bà đá ở dân skel bị phía bất đào miền đâm lấy tiếng khuôn ánh nâng nẹ đồ tầy. Mà dàng tiết, cả khỏi chú con nâng cả bà ra cháy đã thật lập bàn chú bà tè nú. Chôn cá bàn đàl mọc bì mô là hát bàn tạch bàn túi, đòi xa tại khám yên cả bà chí diếm, rưu có mần thư ở chợp lớp tại bà nọ ảnh. Tạm cả bật nẹ đàl cầm nọt chôn viết ná rồi bà dường nú cư khôn dường nị ảnh. Chí vất cư sự thật nâng nông cần đạp đáy rồi bà dường. Nìa vì chí vất nít cư chê rồi bà dường, bà dường cư chê nẹ ông viết đòi khôn ảnh. Bà bàn đói ai vì ổn đá tự lực tay xa mất thông tự lùng tự lý đòi khuyên cổ đá nâng khuyên trầy vi sái trong ổn bạp tư tế nú. Chỉ vào bà dưỡng nâng rô sát ổn đá khuyên cổ đá hai cổ lắp lịch cho thật nông bàn xa mất nơi tị bình chấp chạy chí mân khàn. Bà dưỡng bắt đầu tự lưu rụp hiếp đá chế cổ đá bàn chế bà lứa rưu có miên cả đầy xa mai chế bà lứa. Cả bắt đầu rưu cả đầy xa mai nú nâng bàn khá lái chế trầy vi sái rô bà dưỡng rưu chế bắt bằng hai nằm ở dưỡng trên tự đo chùm nó chụp chạy bàn giang lộ. Nè mình trở lại tế thà bộ cổ đã tự tụt bàn chục cháy nè khăn chì vật nụ. Phía chán cư chạp đam bì ca lòng bạ về tình yêu đôi tạc nê tiếng ọ. Đôi chân này hỏi tự lúc Napoleon Hill bàn bộ thà. Chùm nữa cư chìa sập hiệp chật mà giáng đà lại tệ tế như rư có sàng ở miên ca chư chết nè khăn chất. Nâng chượm nè khăn chất chư riêng ra hồn. Xa rộp xe kết đây mọc thà dân trâu tiên chật ở bà dưỡng ao cạt miên chùm nửa lãng dân trâu tại chứa thà dân nâng bàn tự t chùm nữa nâng chùm rũnh ao cạn miếng nợ ảnh hợp hiệp chất đào chế ảnh hợp hiệp đo mô hát ở trà. Cả bắt đầu tất nông ở vấy đại dân chọn bàn đỏ đá rư có ca miên chùm nữa tất nông ở vấy đại dân chọn bàn đỏ đá tất nông chất. Chia cả bàn thám ca chư chế. Hai nít cứ chưa bị thi sát tại mà giang cốt đã là chùi ở dưỡng ách bàn phòng xong đuổi bầm nồng. Chịu ở tì hóa, bà chế chốn đã rùn nâu chết công nô xâm rám. Đồng bồn rùn nâu cứ cần tại đồng bây rực rõ đá xâm bọ kế. Rư có công ty đại xinh xinh đồng bây dục từ lúa dục rã trên trầm chì vật. Đồng bồn hạ đôi chì miên ở rầm thà miên khăn xói biết tứ tại trầm phùng bán. Bần tại đòi xa tại phiếp cây cỏ tớp trâu tại thứ. Lù dù dù tớ có thơ lớp nâng miên ở rầm thà mình xói tiệt tí. Hãy có chạp đàm ác rãi nâng nâng cùng nô xâm rám chi tì xin ác giang xe rùl. Cả đồng lăng cam vị thí xâm rạp chi vật bà dưỡng bà tụ bây chi cùng nết bị xâm đáy nâng ông bơ lõ rưu còn mình lõ giang nà có đòi. Nâng bơ kết bơ nì giấy rưu có thuộc đọt đá hay nút. Vì còn nâng bằng hai là tập hòa mọc chi tùm lớp nâng thường ngày nào mối chạy chi mình khàn. Chùm nữa cứ chi cam vị thí chi vật đò lõ nâng chi thân nằm đò vị xét xâm rạp chi bà rô cầm nái cư ca cho chánh rưu có phía bà ra cháy nụ ảnh. Bà mũi đâm nạc cáo, đâm bấy tự tổ bán phiếp chục cháy, xông lực dô cổ ca nghề nghế, đâm bấy tự tổ bán phiếp chục cháy đuổi tỏ tình đi. Tì mũi, trời miên cổ bầm nông bà thân á, ôi bàn chấp bà lứa chung bồ cổ đạc đà miên, đôi chìa lốc Napoleon Hill. Bàn sở xế nực nông dịp hơn mùi cơ bác đà miên chung mô thá kịch hai miên, nực bực đà nẹ kết tròn miên, trời kết ôi bàn chấp bà lứa nâng kết chì nịch. Tì bí sang mà nô kê tệ thà, nẹ bàn chục cháy tam cổ đạc đà bàn cầm nọ tục hời. Tị bấy miền cầm rồng cá, nâng đa tờ tám cầm rồng cá, đam bay chú bố tờ cán phiệp chục chảy. Cà co sang phía trời miền cồng sang thà. Ta nâng bà đam thơ vía bì chùm nội nà chì môn sánh, hai thơ tờ tám đâm nạ cá, rồi hốt đo chập sập cụm. Tị bốn châu sơ xế cô đào thà, ta vía miền ở vầy khá. Hai xoan giá chú mùi nâng khuôn anh thá, trời tờ thơ nâng mình chóp chết đạch hạt.
Tì bà mùi tạm đán nâng trụt bình ít ao chụp sát, bà mình ở vây mình sử dụng trật đọc sáy, bần tài bà viết lo sạp hỡi, cơ bày bần thám vi thi lo lo tiết, ao lơ bìa vây đà nẹ công phong tạ đà nụ, đàm bày ở viết đà tờ múc chìa lâm đạp. Bộ cột đà tờ tổ bán chụp chay phía chán cư chìa mà nụ đàn miên ca bà chìa dìm ạch chọc chồ. Mà phay chùm nói đàm bày phía chụp chay, chìa ca bất bìa nà nấm rô bà vị nhu chốn miên sân thật sân thập nát, tèng nực nông sọc nâng kra sọc. Hai bất chí miên bà giáo xâm rạp dưỡng dụng mọc ạ nữ vật. Mùi vinh tiết xâm rạp ca nà nâm tiếng nút, nẹ nà nẹ nà có ai dụng viết tự ạ nữ vật bản đài. Xâm rạp ca nà nâm rạp bọc nhóm cư chê ca nà nâm, ai án rư cơ ai nì dế cho mùi khuôn ánh, ai bàn dựng nhớp rõ thằng ấy. Đào dục chất mọc bà đáo cho mùi nâng bịa bích, nâng ạ tên ấy nì mùi, ai bàn cho bà lỡ, mần rìa rết. Nít cư chê vị thị xác, nây cá bà xài chân. Nước nông bêl thơ mặt đá, cho thơ ở bán chơi riêng ra thằng ấy, mà đón rưu có bị đón khổ nông mùi thằng ấy có bàn. Nẹ nâng rì châm rán, miền sẽ cả đây sọc châm rán, nâng chụp bà tế, nâng phép chụp cháy chìa bà trẻ. Tì mùi, bà sân bà nẹ mần thân bàn rìm áp bì bìa tế, bàn tay bàn chụp cho mùi nẹ đà bình chật hỡi. Chú mùa nẹ đà nẹ sở lãnh nâng bà thân á chìa cù cỡng cho nì dây nâng bàn chánh xâm linh thà. Nè cư chê mà nốt đàl khi nhầm sở lãnh nâng miên sẽ kết đáy bọn bà thân á giang một mớm xông ai chờ rạp bà dưỡng sở lãnh khí nâng miên sẽ kết đáy bà thân á đuổi khí. Tì bí bà mình tên rìm áp bí bí rư mình tên bàn chụp nè đà khốn bình chật tí xông ai chờ bác nâng khốn chật thà. Nè nâng bàn chụp cù sân ái chê mà nốt lõ nâng miên ca sở lãnh xa mò trắng đàm bấy nâng bàn rìm cá nâng ruôn nâu cho mùi khí ở mùi chì vật. Tị bấy, nì chì ca nghe đẹp nhóm bàn chơi rớt rồi ta hỡi, xông ai khi nhóm miên châm nạc đăng nâng miên bà nhá xa mà rớt đấy, đà nâng ai chạp hi vất ca nghe bọc nhóm ai bàn đi châm ràn tờ mốc chưa bàn tò bàn tớp rô hốt bàn chục chảy. Tị bốn, bà sân bọc nhóm miên thân nạ sẽ đọc sẽ đóm, khi nhóm nâng chui sân cửa nẹ đà lòng bác về tình nìa. Tị bám, khi nhóm trở tay chơi mà nốt đà miên cầm nết, đôi chân nạc cô ta nì dây sẽ đầy nở vấy đà lỡ nâng thơ Pram pi, khyom lực lên ai mà nô cực nít đã bàn thơ khó mọc lực khyom cực giang càng pi ạ đật. Pram bấy, khyom nâng khai chìa mà nô đã miên chặt tù lý, miên chặt mê ta cả rà nà. Pram bốn, khyom rô lực nực đăng côn châm bố nẹ miên côn rô bạc khyom tình ọ. Đóm, khyom trời tệ miên ca ọt thamốt chung mùi nâng rương đã thơ ai nhập nhờ chất khăn ông phơi khó cực bạp giang. Đập mũi, khyom trời tệ chết sân xăm lùi cá đam bay tục pra nâng bước đã khyom trời cá chạm bạch. Đập bí, khi nhóm trời ta miên cầm nít, nì dây sẽ đấy nâng thơ lõ cho mùi nẹ đợt tấy, đôi ở vấy đa khi nhóm trời cá, ao kê thơ mọc lực nhóm. Đập bầy, khi nhóm miên sọc hiệp lõ hỡi, bần tái khi nhóm nâng ạ phí vết, ao rất ta miên sọc hiệp lõ láng trên nịch. Đập bồn, khi nhóm trời ta xoay rốt chùm nẹ đằng bần thảm, đam bấy, ao chì vợ rộ bọc nhóm miên ca ri chùm rán, nâng miên đầm lấy rất ta khô láng, đam bấy chê bà giáo đ Đập bám, khi nhóm trời miên phép xa mặt trắng trong bộ khuôn ánh cồng cổ xá một nghĩa đã khi nhóm tốt khó trời. Đập bám mũi, khi nhóm trời miên chỉ vết đã miên cổ nập hiếp, nâng sau cổ phép lõ chỉ riêng rõ hột. Đập bám bí, khi nhóm trời ta miên cấm nét đã rì châm ràn trên nếch đàm bay ạ phí vận khuôn nâng ca nghỉa. Đập bám bấy, ba chỗ bà rây rư phạc xá, khi nhóm nâng chọc chỗ bà rây nâng phạc xá đàm bay sau cổ phép rõ bạc nhóm nâng nẹ chật kháng, chỉ bị xét cồng cổ xá rõ bạc nhóm. Đập bám bồn, khi nhóm sẽ lành khuôn trên nếch. Khi nhóm miền ca bà giặt bà giá trong bộ ca rộng xí, ca thơ ca nghĩa, ca chấp xâm rã, nâng kênh ai bàn cực cực rắn, đàm bay ai miên sọc cập hiệp mầm mốn nâng miền ca trong trăm lọ. Tì mập hấy, khi nhóm trời tài chìa mà nốt ô xá, ọt thầm mốt, nâng chìa dìm chìa nếch, khi nhóm mần mèn chìa mà nốt chấl, rôn trăm bà rình viết sá, bì mùi tháng ngay, tăng mùi tháng ngay nửa lời. Đập bàm đồng nạ ca, đàl cầm chát, ô bà xá, đàl mọc rè ráng nập hiệp chục cháy rồi bà nè. Tì mùi, đồng bốn trăng nì giới, ai khuôn anh thà, miền ca phleng phlet, rừng lôi cá, dạng đôi mà đạch. Tì bí, miền ông nốt lơ khuôn ánh rư skal thà, khuôn ánh miền phiệp gần báo chiêng nẹ đợt tới dạng đệnh mà đầy khá. Tì bấy, châu xu khuôn ánh thà, ta ách nâng cầm chát phiệp lòng ngôn khá nâng ca khuôn hạt phó đàm bấy thuở ai chỉ vật lo lắng đại rư tí. Tì bốn, châu sẵn kết chất cầm nét khuôn ánh biện xâm đầy, nâng xa mát tập hiếp đã ban thuở rõ thang ngày. Tì bàm, to tên ít trời kết thà, ta nâng trời pháp đô chỉ vật đa khuôn trong tớ đào vi thi nà. Bàm mối châu xu khuôn ánh thà. Trong miệng chỉ vật rồi nấu dạng đôi mặt đách, nâng trời ca ở tới chỉ dạng mạch tiền. Pram pí, chỗ bằng ca rụp hiếp, nâng sở mai ở với, đào chỉ vật bà dưỡng trời ca. Pram bầy, trời rực bộ côn cùng rũ, đại khuôn trong khái tới chìa. Pram bốn, trụt bình nất rộng mơ là với, đào chỉ vật bà khuôn ấy, nâng sẽ đạp bịa xâm đấy, đào cầm bông ta xoan tình yêu nâng kháng chất rồi bà nẹ. Đó, bình nất chất khuôn ấy, tha ta miên phép hay khá châm bùa vầy khá. Đập mùi, miền chùm nữa nơi bị cao ca phải khai nốt dạng đôi mặt đầy khá. Đập bí, nì cư chìa ô bà xác đà thơ ai chìa vợ rộng bà nẹ, miền ả nộp hiệp rư tế. Đập bầy, ta khôn ánh chìa nẹ rè ràng bồng đá nây con nộp hiệp chìa vợ rộng bà nẹ, bật mê rư tế. Đập bốn, lục nẹ trời bà nhà chất sang chùm nữa thamay mùi ai chìa vợ rộng bà nẹ, chùm nô chùm nữa chá, đà thơ lập miền.
15ពេលលោកអ្នកមកដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលមានស្លាកប្រាប់ថាមាននឹងក្រចូលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសថាតើនឹងឲ្យជីវិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរទៅផ្លូវណាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីឧបសគ្គនៃភាពជោគជ័យអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យការគិតផ្លូវវិជ្ជមាននិងការគិតសតិធិនិយមគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សាងបុគ្គលិកលក្ខណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងសាងភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារព្រមទាំងប្រកបមុខរបររកស៊ីជាដើម បុគ្គលដែលមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវល្អគឺជាអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យទូលំទូលាយមានការជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងនិងគោលដៅដែលបានតាំងទុកដោយភាពជឿជាក់និងសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងធ្វើវាឲ្យជោគជ័យបានវាផ្ទុយគ្នាពីអ្នកដែលមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាននិងមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវអាក្រក់គេគ្មានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់កំណត់គោលដៅជីវិតទេគេបណ្ដោយឲ្យជីវិតរត់ទៅតាមយថាកម្មភាកច្រើនមនុស្សពួកនេះពុំដែលមានគោលដៅអ្វីទាល់តែសោះ
ៃចូលចិត្តពរនីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់ខ្លួនមិនប្រសើរសោះឡើយថាហេតុអ្វីមួយជីវិតនេះពិបាកនឹងរកភាពជោគជ័យម្ល៉េះហេតុអ្វីបានជាគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននិងមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អបង្កឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាបុគ្គលដែលមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវល្អនោះទោះបីជាសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ប្រកបអាជីពអ្វីក៏ដោយនឹងធ្វើបានប្រសើរជាងបុគ្គលដែលមើលអ្វីៗតែក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឬក៏តាមរយៈការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនិងប្រព័ន្ធប្រសាទបង្ហាញថាអារម្មណ៍របស់យើងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សដែលគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឬក៏ផ្លូវល្អនោះមានជំងឺតិចតួចជាងមនុស្សដែលគិតក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឬក៏ផ្លូវអវិជ្ជមានរួមទាំងរោគធម្មតានិងរោគកំណាចដូចជាមហារីកជាដើមមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានឬក៏ផ្លូវល្អប្រសិនបើមានជំងឺអ្វីមួយនឹងមានឱកាសជាសះស្បើយលឿនជាងអ្នកដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានឬក៏មានគំនិតនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដែររឿងដែលជំរុញនិងជួយឲ្យមនុស្សគិតវិជ្ជមានមានសមត្ថភាពខ្លាយជាសេដ្ឋីបាននោះគឺអ្នកដែលគិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានមានឱកាសឲ្យខ្លួនឯងច្រើនជាងអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមានអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមាននឹងមានគំនិតអវិជ្ជមានគំនិតរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមានភាពងងឹតមកបាត់បង់នៅជីវិតចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរួមទាំងឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនិងប្រកបអាជីពគ្រប់យ៉ាងបុគ្គលប្រភេទនេះច្រើនតែគិតអ្វីដែលមិនសូវរីកចម្រើនចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងៀមប្រងើយកន្តើយមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរមិនចូលចិត្តបណ្ដាក់ទុនជាមួយកម្លាំងឬពេលវេលានិងមិនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងរឿងអ្វីៗទាំងអស់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះបុគ្គលប្រភេទនេះមិនចង់មានចំណេះដឹងមិនចូលចិត្តការអានការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗទេចំណុច10យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយការងារជីវិតគឺការងារការងារគឺជីវិតការងារគឺប្រាក់ប្រាក់គឺការងារសុខនឹងខ្លាយទៅជាទុក្ខប្រសិនបើអត់ប្រាក់បាត់បង់ការងាររវល់តែអង្គុយពើតាដេកភ្លេចខ្លួនមិនយូរមិនឆាប់នឹងប្រឈមមុខទៅនឹងទុក្ខសោកការធ្វើការងារឲ្យមានសេចក្តីសុខនេះវាមិនមែនជាការពិបាកហួសហេតុពេកទេបើយើងតាំងចិត្តធ្វើវាឲ្យពិតប្រាកដនិងមានវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លីៗដើម្បីអនុវត្តការងារឲ្យមានសេចក្តីសុខទី1ចូលតាំងចិត្តថាថ្ងៃនេះត្រូវតែមានសេចក្តីសុខនៅពេលធ្វើការងារត្រូវគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឬក៏ផ្លូវល្អដែលអាចធ្វើឲ្យការងាររីកចម្រើនបានចូលព្យាយាមធ្វើការងារណាដែលយើងចូលចិត្តចូលគិតចាញ់ឲ្យឆ្ងាយពីបុគ្គលដែលចូលចិត្តនិយាយនិន្ទានៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់និងស្វែងរកមិត្តដែលចូលចិត្តហើយប្រើពេលវេលាជាមួយនឹងពួកគេទី2ចូលធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកមិនចូលចិត្តការងារដែលកំពុងតែធ្វើនឹងមិនទាន់អាចស្វែងរកការងារដែលអ្នកចូលចិត្តបាននោះចូលអ្នកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកខ្លួនឯងដោយមើលនៅអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃទី3ចូលអភិវឌ្ឍអាជីពនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកអ្នកគួរតែគិតជានិច្ចថាអ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពនិងគោលដៅឲ្យបានប្រសើរប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកចំណេះដឹងនិងអាចបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យបានប្រសើរឡើងបានអ្នកច្បាស់ជាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើប្រងើយមិនស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេវាជាការពិតណាស់អ្នកនឹងគ្មានការរីកចម្រើននៅក្នុងការងារឬអាចនឹងអត់ការងារធ្វើព្រោះតែប្រើជីវិតបែបប្រងើយកន្តើយនោះឯងក៏ថាបានទី4ទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីនិងលទ្ធផលដែលកើតឡើងការងាររបស់អ្នកមានទាំងល្អទាំងអាក្រក់នៅពេលដែលអ្នកហ៊ានទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកនឹងមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការធ្វើការងារកាន់តែខ្លាំងដរាបណាអ្នកមានការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងដរាបនោះអ្នកនឹងមានផលល្អកាន់តែខ្លាំងដែរ
Tì prám xong tên này tờ lờ là tờ phá ca nghĩa rồi bỏ nè bì cho vài nì. Xong riêng thơ khốn chứ mà nụ khá hắn. Hiện xạ xô là tờ phá ca nghĩa rồi bỏ khốn bì cho vài nì. Bà tổ bày chứ nè bàn đăng rùi tờ hơi nờ à vấy đà nè bàn thơ. Thà tờ vì lỡ rửa cỏ chàng nà khó đòi. Bỏ ca nì đàm bày ao cho vài nì tờ tù sơ rửa bàn đăng vía bì ca nghĩa đà cắn tờ chứ bà. Châu prap cho vài nề thà, nẹ bật chì chọn đăng bì ca vị đâm lái tờ lờ ca nghe rộ bà nẹ, nâng xô à tệ thị chôn rộ bà nẹ phong đáy thà. Tà nẹ bà đào xe và cám giang đùi mà đạch đài. Pro thà nẹ cư chìa nẹ tờ tùl khó trời tàng sông tờ lờ ca nghe nâng chì vớt rộ bà nẹ nụ ảnh. Tì prà mũi, châu thà rợ xa bịa xoàn dà rộ bà lục nẹ hỏi bàn. Châu nẹ xmạ chất nâng bêl đà nẹ khmien phê vi lìa cực cực nâng thử rư gò mân tên bàn cực cực nẹ trợ đăng thà đạm bây cho bà lớt trầm trữ công thử ở khó tam ca xoàn dà chế đại khát. Tiếp 7. Chi viên công nết bị xâm đáy nâng ác cạp kê rìa nâng khăn ông phá lâu ạ vi châm miền. Châu tăng chất thơ ca nghĩa đòi ca bình chất cách đây sở lãnh nâng miên sẽ cách đây sóc bêl cầm bốn thơ ca nghĩa. Châu chi viên ca cho chết vệ nhé nâng khăn ông phá lâu ạ vi châm miền rì con nâng tiê cho bài nế nâng mất rung ca nghĩa chết đại khát. Bà tụ bày chi miên ả rõm mần lõ cho mùi bộ kế giang nà có đòi. Châu công bản đáy ai bị xâm đáy nâng sẽ cầm hợp hiệp ạ vi châm miên nà mùi cả láng đòn mất rung ca nghĩa rứ có cho bài nế. Pro ai thưa anh nhé, cả chất công vật, rư có công vật nơi khung chất, nít cứ chia một hết nơi phía bà cháy khung ca nghìa. Tiếp 7, trật đắng tham mưu phía chán, bông sâu chôl chất ca chung tớ tì. Ca chung tớ râm anh thưa ai cát ca phê khlai, cổ thân á, nâng ca chư chám, chê phí xa nơi khung gần lãnh ca nghìa. Đôi chân nét trời hàm chất không ai miên ca chung tớ chết đại khát, ca chung tớ ai cát tránh bị hạt phật bày giáng, ca kịch mũi, bịa xâm đầy mũi, nâng âm bờ mũi, cứ chê ca bằng co ai cát miên nơi ca chung tớ bàn. Bà nẹ cực cực rộng việc bán nẹ nâng mân chung tớ kỳ tế. Bàn tay bà khám miên xa mạ tập hiếp nâng nông cá chi viên tế. Xong phía dìm đi dây xa đáy ở bàn trầm trớ tớm nâng ái chặt cá nâng ca chung tớ nụ bàn. Công đất ạ vi chú miên priệp đối chi trả xì đáy bà vi cả làng hái nâng tùm bia xì dân chạy chí mân khăn. Tiếp 9, chỗ bằng cạn mất nâng chạy cực cực rộng chặt mân ủ. Bà tổ bày chế nẹ nơi còn lại nà có đáo chô kết ai bàn lõ nơi dây xa đáy ai bàn bửu bế xá. Nâng thơ nơi âm bơ lõ ai bàn chế nếch. Đàm bày ai bà cốt đà nẹ chụp tổ tổ dốc tam rì dạc xài phần nét kê rì giá rư rực bí rô bà nẹ. Nơi bè đà dương mân xâm lăng mân úc nông phá lợi ạc rõ, khám miên cầm nết ạc rõ, mân nơi dây ạc rõ. Nâng mân thơ âm bơ ạc rõ đà nẹ đợt tầy. Chỉ vào bà dương nâng miên sẽ cất đầy sốc cực cân lãnh, tuôn nợ khăn ông phát tế cân lãnh thơ cá cân lãnh bởi chúng, rư cò cân lãnh đợt tay tiết. Bộ thay chất rộ bà dương kết tạp lâu lỡ với chờ miến nâng kết tạp với đà rì châm rán tạm dàng. Tị đóm, hạt bàn thay rì xa sau cấp hiếp trên nịch. Bộ côl đà sở lãnh khôn ánh, trâu sở lãnh khôn ánh, tàng kháng khăn ông nâng kháng kháu ai bàn lỡ chỉ tị bầm phọt. Chỗ thay rời xa sau có phép chất nâng riêng cái, mình phật ra, mình chỗ bà rấy, đào chơi cường nhiên, đào nơi tốt chơi đại khát. Chỗ hạt phơ xa mà thế, đang bày rời xa sau có phép chất, ai miên sở tệ bà nhá xa mà rời đấy. Cơ bày phía dâm hạt bà ràng rõ thằng ấy, đang bày ai riêng cái mầm muốn, bà gọp cả nghĩa dàng miên bà sở tập hiếp. Nâng đang bày ai khôn miên sở đầy sốc cho mùi cả nghĩa. Chia bì xác, nâng bàn chơi tí bình chất rồi bà cho vài nế, nâng sở thả bán đại khôn cầm bốn tại phơ cả ai. Trong này bộ cốt đào bà ra cháy, chẳng ta miên xa cảm hợp hiếp đôi kháng kraum. Tí mũi, bêl phía nhập bị đệch, mình bồm kraug, nâng ta đệch bánh tó rồi hốt đoàn hộp bêl đà bàn công nát tha nâng kraug. Tí bí, bêl tư tuôn tiền à hàn đà bêl bớt chan chân năng sạp rí cao tức, mình bồm liên tục tế, tục liên bêl kraug. Tí bấy, chôl chất tật phơ cà dứt, bố tài mạnh đào kết bì bê bê lý, khăn ông cá thơ đâm nào. Tí 4, mình bắt đoàn xa rạ xâm khán, đoàn bê bê lý thơ cá, chôn cá bông phê ca nghĩa nạch chụp tài mạ đồn. Tí 5, bêl đà bàn tăng chất tật gần lại nà mũi, bài chế bắt đồ chất tật gần lại xên bình. Tí 6, bêl bàn đấng rư cơ lư rương đa xâm khán mình cọt trá, kết thai chăm bán tài chồng bánh chấp phê lịch ở rư linh. Tí 7, bên miền ọc cà lõ, đàm bây sạc xa riêng sốt, mình bồm riêng bỏ tập bát phliêm phliêm tí, bàn đáy ai bê bê lia cân lòng phật tự ọ. Tí 7, bê đo bê bê lia cầm nát đàm bây tự tù tía nâng chọc xâm rã đầy bốn, bài dịp đồ bê bê lia tự bình. Tí 9, cầm nát bê bê lia hạt bán tài rong chăm xáy rô hột. Tí 10, chôl chật phá đồ bê bê lia nâng rong chăm bê bê lia rô hột đào chớp chi ni xay. Ảt cầm băng nây ông nách đào tăng nâng nông chật. Chất đồ bà mà nút cư chê rô bác đào ọt chá nâng khuyên bồng đàn. Chất miên ca phạp đô tư tam sạc đầy bồng bật thân rô bà dưỡng. Hay bằng co ở miên là tập hót đào riêng cài. Dương ai thơ cực bạp giáng tam đại chất nâng cầm nít bồng bật thân đô rạp ná miên ả nộp hiệp chất nâng chùm nứ chùi cầm trồ. Ủ tế hò đôi chìa nẹ chùm ngứ đào cạn mà hà rích. Bêl đào tự tù tiên thân ám đào viên mần mến chìa thân ám xâm rạp chìa bá rộng hà rích xó. Tại bản tập bị nẹ chùm ngứ tự tù tiên chôl tử. Bài dịch thơ ở cận bà đáy bùa vầy. Bùa ta kết đào thân ám nút thay chìa thân ám đề miên ả nộp hiếp đào ai chùi ở kết cận bà nút. Cư cạt láng bì ca kết rộ bà nẹ chùm ngứ nụ ánh. Bùa kế bàn tự tù kà nè nâm thà.
Thanam nít cư chế thanam đã chui phía bà rốt mà hà rít ao chế xa xa bài bàn. Nít cư chế phía mà hà ọ chá đã cắt láng bị ảnh hợp chất rồi bà nẹ chùm ngữ đào miên chùm nửa thà. Sau cổ phía rồi bà kế nâng lo làng vĩnh bê đà bàn từ tổ tiên thanam rùi. Cùng nét nít bàn chạy chốn tại khăn chạy rồi bà kế thưa ao chất bà tập bạc cá rồi hốt từ tổ bàn là tập phá chục chạy. Đối chân này, dân trời bà chất dàng đôi mà đách, nâng kết dàng đôi mà đách, đàm bấy ai tự tổ bán phiệp chục cháy tam cả đầy sở máy rồi bà dưỡng. Cô cá khăn ông cá kết đàl bằng có ai bán chục cháy tam bông non bà thân á nâng cả đầy sở máy cứ. Nâng bêl nét chọn bàn ở vây cọ đòi, nét trời kết thá, khôn bàn rồi bà nụ rùi ta hời. Ú tế hò thà nét chọn khai chìa bị chạy mình đất, mê thư ví cây là có, rư có nét bên đây chờ có, nét có bấy kết thà, nét bàn khai tư chìa dàng nụ rùi ta hời. Nơi bêl kịch ảnh chấn, nơi bêl đa lộn nét chủ trì rịp thà, nét bàn cầm bóng tay chỗ chất đo cổ đá rất là khăn lãng chia bánh đáo bánh đá hời. Chỗ chế giếm thơ tam ca tăng chất, xây cái đấy bóng bật ná, nâng tam cái đấy sở máy ở bàn một mớm bật góp đào ca chữ chết nâng cái đấy sân khẩm. Thì nề thá, việc còn nâng khai tới chữ ca bất nơi tị bóng phót, bánh tay mình mến bên này thá, nét chọn khai tới chữ sốp hồ mến, hay có ách hoa chanh tam bằng ước bà nụ tì. Nút cứ chia cầm nít hồ hạt bếch, mình ách tờ cả tí. Việc bàn trầm tay chứa cá sở máy tại bà nó, mình cực gần tì. Bà miên trầm tay chọn khai tờ chứa, rư chọn bàn viết bình mê nút. Trời tay chạp đám bà tờ bát, ai bàn chứa bà lứa, nâng bà đầy sở máy, đám bấy chùm rùnh ai miên ca bà tờ bát, tớp nâng ách tam bông non bà thân á bàn. Bà nhà hà rô bà mà nút sở máy thầm ấy, cứ cá miên cà đầy con vál nâng miên cầm nít phai khai. Bạn hà rô bà mà nốt xa mai thầm ấy, cư miên cà đầy con vál, nâng miên cầm nít khai môn bếp đà miên hạt cạn lãng, rư hạt thá, đăng rốt môn trừ. Việc cư chê cầm nít nâng ả rõm đà kết khăn ông pháu ạ vị trí miên. Đôi chân này hỏi, tớp thơ ai bộ kế bà tuần kết đo sô cập hiệp chân nâng riêng cái chê tùm ngôn. Cụ bằng vắc lực tùm ngôn, nẹ lực tùm ngôn đà kết miên xa mai thập hiệp mà nẹ, lực mình bán lực 120kg. Sạp tới ngày mũi, cụ bằng vắc bàm nẹ lực tùm ngôn nụ thá. Đồng nút miền tùm ngôn trầm tay 120kg tại bà nó. Có bần tay tạm bật tùm ngôn nút cư 175kg ai nọ. Nẹ lực tùm ngôn nút có ai lực bàn rồi hốt phót của bà rồi bà kì. Khoai bực đại kế đã cho mọc vĩnh cụ bằng vắc bạp kê thà. Đồng tùm ngôn đại kế bàn lực nút miền tùm ngôn 175kg. Hạt đã ai cả làng dạng đồ chân bụi tay tực chất nâng cả kết bằng cách ở bán chưa cầm lắng nụ ảnh. Miền nẹ là bay mà nẹ bàn đi dây thà, tổ bay chứ nẹ kịch giang nà có đói, thà nẹ ai thử bàn có đói, rư mình ai thử bàn có đói, là tập hóa đa cạt láng cư tơ tam cầm nít nâng ca kết rồi bà nẹ. Bà nẹ kịch thà cỏ, nẹ nâng cỏ, tại bà nẹ kịch thà miến nẹ có nâng miền, tại xông ai thử phóng, đôi đa dưỡng bàn đi dây kháng đám rụi mọc hời. Khi ông đăng cho bà nát, thà vi chứ ca bị bà nát đa nâng kịch thà miến, bà sân bà chứ chùm nẹ đăng xa mặt tập hiếp. Nâng bà rì thàn rồi bà nẹ, mình bàn miên phiếp ông nói phòng tí, vì mình ái cạt làng nụ tì. Tại chỗ bà mà nô kê tế, rư có cái đầy sở máy trong bộ áo ấy đà nẹ trời cá. Đôi chế cá miên sau cập hiệp là ố, tế, lán, ca nghĩ, chị đàm. Nẹ cập bấy chặt tục thà. Lột nẹ bàn dụng mọc cực rộng hỏi, nâng bán thơ chì mà chá. Nâng miên sật bò rì bố tư lưu rộng bà tiền nụ rùi ta hỏi. Cô rùm lất chì này thà. Miên áo ấy đà chì prong đàn này chất, đà cầm bông ta nằm nẹ chì bố tờ rốt hiệp chục chạy bàn lời. Bàn tay trời ta miên chùm nứa cầm lăng chất. Nâng xa ca mập hiếp đòi bà cầm nít khăn ông phá vị trí miễn, đàm bay cho bố tờ rốt chùm nói chồng kháu đại dưỡng bàn bóng bà thân à nụ. Cô ca chì vết đàm bay ruột nước đò bà xà, chì vết cạn móc tên kê tên dưỡng bàn tờ tố nâng bà chô mốc cho mùi xa thà nà cáp xinh xinh, tờ tam bà rìa cá chùm vĩnh ạch chọc chò. Tam ca bật tớ, à vây đã bàn cạt láng chùm bố dưỡng cụm nê tì ní, dưỡng ách bằng cạt ví chìa cô cá chìa chùm áp chìa tùm lướp. Rư coi chìa rô bò môn khăn ông ca đo sài chì vớt ai bàn bà xá, chìa bọt bì sát nà khăn ông tùm nẹ tùm nông mất. Cà chô rôm nà khăn ông sân cúm, đà cán tà thơ ao dưỡng miên chùm nè đắng nâng cán tà thơ ao dưỡng khai chìa nẹ miên bà giáo nà khăn ông sân cúm, môn bê đà dưỡng lì chạ lục tớ nì ảnh. Xong nốt đà cô tà xù khôn anh cứ, tì mùi, à vây tớ đà chìa mù là thàn cứ nay chì vớt. Tì bí, cô ca bất nay chì vớt nốt cứ chìa vấy. Tì bầy, nâu bê đà bà chì vớt tà tàm cô ca ní, nâng bàn tà tô bà giáo giang nà khla. Cứ ca bất nay chì vớt, dưỡng ai miên chì vớt nà khăn ông lộn ní, miên bê nâng miên cầm nọt. Nẹ khla miên trầm tay mùi thang ấy, mùi khái, mùi chân ám tay bà nọ. Miên phía tịnh nà đà miên ả dụ đòn mùi rồi chân ám, bàn môn bê đà nâng lý chạ lộn ní tờ. Tì mùi, dương mình ách miên chì vật rô nâng rô hốt bà nô tế, dụ vô vấy chẳng ta miên ca bà mát phá lý kịch thà. Bộ kê nâng thlắp nâng thang ngày nà mùi, mình dũ có chạm nì. Tạm bật tớ, chì vật mà nô miên cọp khăn cầm nát khăn ông ca rô nâng. Tì bí, cho tiên dụ ở ca lõ lõ khăn ông phép chì dụ vô vấy. Svai rôk chùm nẹ đăng, ao miên phép tù lùm tử lý xâm rạp ca nghĩa. Svai rôk ca ạ phì vật khluôn rư con xa mặt tập hiếp. Ao khai tư chìa bộ cốt đà miên đầm lái nâng miên bà giáo đo sân cúng. Môn bế lê chạ lúc nì tử.
Tí bấy, cô rùm lắc rơi rơi thà chất nâng riêng cái rồi bà dương mẹ mẹ bàn khái chìa rồi bà khuôn đòi thầm chiết. Bà dương miên sọc hợp hiệp cài nâng chất là ó, nâng ái thử ai đâm lái miên bà giáo đào chí vất nâng sân công bàn. Tí bốn, miên riêng cái rồi bà mẹ nô nà mẹ đà miên lệ cả nạ là ó bò rì bố cổ bạp giang đủ tí. Nẹ khlác nìa cạn móc bì cà phần nèch mướt trà chí đầy chướng rứt cọp xinh xinh tiệt. Nẹ khlác cạn móc dục chùm ngư mọc tám chìa cà sạch. Rì ai nẹ khlác tiết cạn móc bàn tà mùi xuân túc có sạp tà vinh. Đòi lại nẹ khlác tiết cạn móc miền ảy dụ vến bần tái miền tục về tà nía. Mần thá ta nẹ miền sạch đọc sạm sẽ thấy kê hạp bật đấy bởi rì chía. Rư còn nẹ xong tiền tế rô mênh bởi chô mốc tà nâng tục về tà nía chú mùi nâng riêng cài ní. Cần tài chế tục về tà nía nú miền phiệp xinh khả nía tài bần nộ. Tí prám, xa rộng mọc, miền nẹ nàm ở nẹ, miền riêng cài nâng chất bò rì bố cực bạp giang nửa tế, ba miền chất nâng cài cực rắn nâng nông cầm rắt mùi bần nộ. Tí prám mùi, bêl miền ọp xa, chô tù tù xa kèl vi, hai bì chê giếm dục chê nè nâng ọp xa nô ai bàn. Sông bay ta nẹ bì cá, còn đây ta miền xa mà tập hiếp dục chê nè ọp xa nâng nông cài chinh châm chì vật bán, đào ca prá nâng à vẹ dì vẹt đà nâ sál, đàm bay dân trâu tự tu khó trâu nơi khôn ca cạn mọc rồi bỏ dưỡng bạc rì thán nâng sân cung đại dân cầm bốn tài ruộng nâng nì. Nẹ khá là cạn mọc chung mùi nâng sọc hợp hiếp là ô bảo bấy nâng ô cá đô bảo xá. Nẹ khá là tiết cạn mọc nơi khôn cồm cổ xá đô miên sạc đọc sạm nâng miên ca sở lãnh cọc đáu. Nẹ khá là cạn mọc nâng cồm cổ xá về tình yêu nâng tù rô cụt. Rì ai nẹ khá là tiết cạn mọc nơi khôn bảo tế đại miên tài sân kriếm cho băng khí nế chìa bảo chấm. Nâng bóng phách bóng phách khí nế chìa nếch đào khí miên phía mê ta cả rì ná. Khí miên sát sân à vấy nơi khôn chất tờ tờ sọ. Cho nẹ thơ khuôn chìa mânô lõ, nâng chìa nẹ miền âm nọ sài. Tì bàm bí, cho chmô tờ mốc đàm bây xoay rốc xoan tì sốc, ao cạt miến khăn ông lục. Dường khơi miền cách bồng priêng xinh thị xa nhá, cả bò rơ tế chìa xinh thật xinh thướp. Tài sát tà ạt bà giáo, khmiên ở nà mà nẹ, nâng bà thật bạch tám, ao bàn chìa bà lứa, xinh thật thật thế chìa rạc cả lời. Bà tụ bây chìa mà nẹ à ăn thà. Khuôn chìa dìm xoay rốc xoan tì phiếp đôi khí có đào cho. Xoan tì phiếp bật bà gót cư xa thất nâng khăn ông chật nẹ. Rồi bác đàl cô miến đàm bây ao chí vất bàn lọ bà xá chừng đi. Tí mũi chô bằng bình chất nâng rồi bác đàl dương miến. Tụ bây chì dương miến chí vất rô nơ khăn ông lộng ní ơn đàl cầm rạch ná có đói. Tụ bây chì dương miến sạp hiệp chân rư có riêng cá giang nạc đầy. Nâng tụ bây chì sở thất nâng khăn ông bà rìa cá rư có sở thân cá giang ná có đói chó. Dương trâu ta bình chất nâng ca rô nơ chì rô bà dương chì nịch. Dương mình cua kịch ở vấy ở vì hồ hạt bì tí, bà tụ bày chỉ dương ai sẵn khâm chán chừng đi cọ đói. Chô mơ là vấy đà dương miến, hay ô con cục giáng đà dương bàn mọc. Chô xa là bóng rập ở vấy đà dương miến, nâng kịch ở vấy đà dương miến phần mán, nâng kịch trả lắp tới cõi vinh thà. Ta bêl dương cạn mọc miền ở vầy khá, nâng bùm miền ở vầy khá chụp nâng khuôn mọc tí. Đội miền bịa mũi lục bàn bồ thà. Nhóm miền ca trịch ố, tụ bày chỉ nhóm khuyên trôn nập trường bé. Nâng bêl đà nhóm bàn khơi nhận được tay mình đã tiết khuyên trường. Xong sắp bài chất nâng khăn ông ở vấy đà dương miến, dương cua ta ô côn bệ ấn rư có vật thổ ná đà dương miến chùm nứa, rư có sát sá ná đà khôn cổ rốt bảo tệ bạch. Chùm nách tì bí, xoay rộp chùm nẹ đăng. Chô xoay rộp chùm nẹ đăng đàm bay mọc bằng thám bà nhà xa mạ rạ đấy nâng áp hi vất khô kà mạng chân nếch. Khăn ông lộp dương ní, miên vật thổ đà cua ôi phay khai chân án ná. Chí vất đà miên cổ đá cư chìa chí vất đà miên át còm bắn, nâng chìa cao bằng thám côn hợp hiếp ao chí vất. Chô xâm lăng mơ bánh hạp xinh xinh thá vì chỉ rưỡng đà lại đọt sài bàn. Dương trâu tài dục chân lưu vía ao khang tài bàn. Nơi bệ đà dương chong chân nơi ốp sát nâng bánh hà nền ý. Dương chạm bách trâu tài miên châm nạc đấng nâng bánh hà xmà rạ đấy đà lộ sân. Chia ca chạm bách đà dương trâu chôl chất châm bố châm nạc đấng chứ chương mê prát nâng lôi cá. Pro châm nạc đấng a chui ở dương miên bánh hà miên phiệp vầy chlát. Nâng đăng bì vị thị xác đọt sài bánh hà đà rè ráng châm bố một dương nông cục bánh hà nơi lưu lục. Ưu tế họ đổi giáng, bánh hà rộp bỏ riêng cái, nẹ khá miên rộp riêng bì cà. Tài nâng miên xa mạ tập hiếp dục chế nẹ ọ bà xạ bà rô hốt ai chục cháy, đòi phiếp khăn tấy, phiếp ọt thamốt, nâng ca ô xáp chế giếm, tiên dốc nơi rộp bỏ đài khôn miên mọc ạp hì vớt, rô hốt đòi miên xa mạ tập hiếp bà chô mốc chú mùi nâng bánh hà nâng xa thân cáp xinh xinh bàn. Đội đại dương thật lập bàn đăng hơi thả miên mà nút bì cà phân ếch ai yên chấp đòi à nụt bằng đất. Rồi hốt khai tờ chì xa xa chá, ai thơ ca nghiệp bán, ai lên đần trấy, ai lên cây lá. Nâng rồi hốt tờ tốt bàn chây lập hí thả chiệt. Đại chì cà bằng hai nhói khuyên thả, chôn bì cà tiền ní. Ai chụp chì nè ọp xạ chì vất rồi hốt bàn chụp chày. Xâm nốt xua thả, ta dương chì nè đà miên riêng gái bò rì bô cực rần. Sốc chặt cho chanh ọp xạ chì vất đại tế. Trong nội tị bấy, bình chặt nâng chì vất đà dương cầm bốn xong bình khăn ông lộp đi.
chỉ vật bệnh đôi chứa ca thuở đầm nào. Khi nông đầm nạc ca nơi ca thuở đầm nào nụ, cứ chế bọt bí sao rô bác chí vật đã ban chú bởi tế chế chẳng. Hay rằng rất tài miệng ai dụ vế, nâng rất tài miệng bọt bí sao càng tế chẳng. Châu bình chất chứa mùi nâng ca ập xong bệnh cực giáng nơi khi nông chí vật rô bác nẹ. Tí mùi, châu mơ thay ra xa ca khó trớ sau cập hiệp ca đứng chất ai lộ bóng phọt. Tí bí, châu xoay rốt châm nạc đấng nâng ca sạc xa ông mùi chí vật, đàm bấy ai miên châm nạc đấng tù lùng tù lý cực bạp giang. Tí bầy, bêl thơ bầy mối, châu thơ đòi cả đầy sở lãnh, đòi cả đầy sạp bái, nâng đòi cả đầy rị rí, châu thơ bí ai bàn lộ, hai châu sạp bái chất, nâng rộ bác đa khốn bàn thơ hời. Tí bốn, châu chùi ai nẹ đỡ tấy, bà nờ vấy đà kê trơ cá, dân nâng bà nờ vấy đà dân trơ cá đôi khỉ đài. Tí prám, châu sma trăng châm bố khuôn ái, miên krom xa là thứ nâng nẹ đỡ tấy, nâng thơ chìa mà nốt bạc châm hó trăng tơ trăng móc, đàm bấy xanh xăm xích đầy lõ rồi bạc luôn. Phá lập giáo, đà dân nâng tự tụt bàn. Nâng bệnh đà dân miên ca bình chất nâng rộp bạp xinh xinh, phần này rộp bạp dân ai xâm lăng khơi nhà vấy đà ai tự cát, nâng ọ cát đo xinh thớp, chăm dân nâng kháng mục. Dân trăng miên ca cao xa xa cho mùi nâng ở vấy đại dương bàn tư tú nâng miễn. Hai pra rộp bác đại dương miên nút ai tờ chìa bà giáo chẳng bòm phót khăn nông bước đa khốn công bông ta miên chì vật ruột nử. Chùn cá l, dân miên bà nhá nâng sạch hàn cá ạ vì chờ miên chôn móc nhàng ở dân cổ thân á rư có tiền dân tục mạnh áo miên ca đi châm ràn. Đôi chân ách dân trăng tài bà chô móc nâng dục chân vi ở bán. Châu thơ ác cặp kê rì giá rư rực bía chư rộp biệp lâu vi châm miễn. Vì nâng chui ai nét tự tổ bán nâng ở vấy đã chục cháy nâng trái chát trái chân. Châu trái gió trong bộ phiệp chục cháy đòi sức đầy rịt rế, nâng rịt rế cho mùi nẹ chất khàng. Đà lý vía cư chê công lăng chất nâng nông ca chui ai nét hiền xong bình nông chí vất dạng lỡ bông phật.